Sống khôn ngoan, chỉ cần làm điều này, phúc khí tự đến, phú quý cả đời. Quý vị thân mến, vạn sự trên đời có nhân, ắt có quả. Có sự việc phát sinh, ắt có nguyên nhân khởi đầu. Người gieo nhân nào phải gặt quả đó. Vậy nên trong cuộc sống, nếu có thể thấu hiểu đạo lý này, thì chẳng phải sẽ thong dong sống cuộc đời tự tại. Ông cha ta cũng có câu, gần lành tránh dữ. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta hướng mối quan tâm vào điều gì, thì cái ta nhận lại cũng sẽ tương tự như vậy. Hơn nữa, nếu một người đều có thể tránh xa được ba điều này, thì ắt họa sẽ rời xa, phúc tự đáo. 1. Kiêu. Bàn về chữ này, người xưa có câu, quân tử thụ ngôn dĩ minh trí. Kiêu hoành cô hành họa tất sự sinh. Đại ý rằng, người có thể tiếp thu sự khuyên giải góp ý của người khác mới là bậc chính nhân quân tử. Từ đó, có thể giúp cho bản thân hài hòa trong mọi việc, đặc biệt là việc đối nhân xử thế. Mọi việc cũng được sáng suốt hơn. Còn người tự cho mình là đúng, kiêu ngạo, độc tôn, thì có thể nói, người này chưa đánh đã bại, đã tự gieo mầm tai họa cho mình ngay từ thuở ban đầu. Con người một khi đã kiêu ngạo thì không còn chú ý đến sự tồn tại của người khác và cũng chẳng còn nhìn rõ vạn vật, sự vật, nhất cử nhất động đều lấy bản thân làm trung tâm. Kiêu ngạo sẽ đánh mất đi chuẩn mực làm người và cũng từ đó cắt đi vận tốt của tự thân. Làm người chỉ khi nào có thể bỏ đi sự kiêu ngạo mới có thể quay về bản ngã tiên thiên vốn có từ ban đầu, mới có thể quay về trạng thái tốt nhất để làm người. Trong đối nhân xử thế, nếu có thể ngay từ đầu đã thận trọng, khiêm nhường, thì trời kính đất nhường, người người coi trọng, sự sự hành thông. 2. Đấu. Hòa giả vô cửu, thứ giả vô oán, nhẫn giả vô nhục, nhân giả vô địch. Đại ý rằng, giữa người với người lấy thiện làm căn, ắt sẽ chẳng gây thù chuốc oán với ai. Có thể khoan dung đãi người, ắt cũng chẳng thể vì đó mà khiến kẻ trách người hơn, buông lời ai oán. Hiểu được giá trị của sự nhẫn nại, ắt cũng chẳng thể vì đó mà gặp cảnh trái ngang. Làm người nhân nghĩa lại càng không có chuyện có người thù kẻ hận. Giữa người với người, nếu lấy đấu tranh làm trọng, thì bất kể bản thân thắng hay bại, cũng đều bị tổn thương. Suy cho cùng cũng đều là bạn. Khi không thể bao dung người khác, ăn tâm thái hẹp hòi, trong việc đối nhân xử thế, cũng dễ đắc tội với người khác, tự mình chuốc lấy kẻ thù đối đầu. Chỉ có người buông bỏ tâm đấu tranh, mặc kệ hơn thua được mất, mới có thể sống hòa ái với mọi người, mới có thể lương thiện. Từ đó, con đường tương lai mới ngày càng rộng mở và tươi sáng, chuyển họa thành phúc. 3. Tham. Cao phi chi điều, tử ư mỹ thực, thâm đàm chi ngư, vong ư phương nhị. Đại ý là chim bay cao trên trời, nhưng lại chết bởi thức ăn ngon. Cá lặn tăm sâu, nhưng lại chết bởi miếng mồi thơm. Bất kể là ai, chỉ cần vướng vào chữ tham cũng xem như hủy cả một đời. Lòng tham thì không thuốc nào chữa được. Dù người có thông minh tài giỏi bao nhiêu, nhưng hễ phạm phải chữ tham thì cũng coi như tiền đồ vô vọng, đèn sách uổng công rồi. Đời người bất luận bạn có gặp vận mệnh tốt ra sao, có được cuộc sống giàu sang cỡ nào, cũng cần phải loại bỏ tâm tham. Biết đủ là vui mới có thể bảo toàn được vận khí. Biết đủ vốn không phải là cách nghĩ tiêu cực, mà là tấm lòng khoáng đãng ung dung khi đối diện với được mất thế gian. Cổ nhân có câu, nết người quân tử, tính để tu thân, kiềm dung dưỡng đức, ấy cũng từ lẽ đó mà ra. Ngày xưa có một người tiều phu chân chất thật thà, ngày ngày vào rừng đốn củi, đổi lấy cơm gạo, sống qua ngày.
cuộc sống cứ bình lặng yên vui. Rồi một ngày kia, cũng như bao ngày khác, người tiểu phu vào rừng đốn củi. Trên đường gặp một con chim bạc bị thương, lông vũ toát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Người tiểu phu vô cùng thích thú, cả đời chưa bao giờ gặp con chim đẹp như vậy. Thế nên người tiểu phu quyết định đem chim bạc về nhà chuyên tâm chăm sóc, chữa trị vết thương cho chim bạc. Trong quá trình chữa trị vết thương cho chim bạc, mỗi ngày chim bạc đều hót cho người tiểu phu nghe. Người tiểu phu được chim bạc hót cho nghe, tiếng hót trong trẻo, êm dịu mỗi ngày, nên cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm, có một người hàng xóm thấy vậy rồi mới nói với tiểu phu rằng: "Tôi từng thấy một con chim vàng, nó còn đẹp và hót hay hơn con chim bạc này gấp trăm nghìn lần." Người tiểu phu nghe xong liền nghĩ, hóa ra còn có chim vàng nữa. Từ đó trở đi, trong lòng của ông luôn nghĩ đến chim vàng. Không biết chim vàng đẹp ra sao, hót hay như thế nào, người tiểu phu không còn lắng nghe chim bạc hót nữa. Ngày qua ngày cũng không còn vui vẻ như xưa nữa. Có một hôm, người tiểu phu ngồi ngoài cửa, nhìn bóng hoàng hôn phía chân trời xa xăm, nghĩ về vẻ đẹp và tiếng hót của chim vàng. Trong lòng khát khao có thể gặp được chim vàng, dù chỉ một lần cho biết. Lúc này chim bạc cũng đã hồi phục, chuẩn bị rời khỏi người tiểu phu. Chim bạc đến bên cạnh người tiểu phu, hót một lần sau cuối cho ân nhân nghe trước khi rời đi. Người tiểu phu nghe xong rồi than thở: "Người hót tuy cũng hay, nhưng chim vàng còn hay hơn. Lông vũ người cũng đẹp hơn, nhưng chim vàng lại còn đẹp hơn nhiều." Chim bạc hót xong liền bay lượn quanh người tiểu phu 3 vòng để cáo biệt. Chim bạc bay về chân trời. Đột nhiên, người tiểu phu phát hiện dưới ánh chiều tà chiếu rọi, bộ lông vũ của chim bạc đã trở nên tuyệt mỹ vô cùng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng kim chói long lanh. Hóa ra dưới ánh mặt trời, chim vàng chính là hóa thân của chim bạc, điều mà ông luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Người tiểu phu lúc này như bừng tỉnh điều gì đó. Tuy nhiên thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Đôi khi chúng ta cứ mải mê tìm kiếm điều gì đó xa xôi mà quên đi và không trân trọng những gì mình đang có. Cho đến khi mất đi rồi, chúng ta mới hiểu được và trân quý nó. Tuy nhiên, khi hiểu được thì mọi chuyện đã là quá khứ. Điều chân quý cũng đã vượt khỏi vòng tay của chúng ta. Có những lúc hạnh phúc thật gần, nhưng chúng ta lại chẳng thể nhìn xa, chẳng thể trân trọng, mà luôn tìm kiếm những giấc mộng xa xăm. Kỳ thực thì hạnh phúc không phải là những gì quá đỗi xa xôi như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ bởi chúng ta không biết trân quý mà thôi. Quý vị thân mến, dường như chẳng khi nào chúng ta cảm thấy hài lòng về những gì mình có, mà luôn ao ước những thứ của người khác. Có khi nào bạn giật mình khi bất chợt nhận ra mình đang so sánh bản thân với người khác? Giá mà mình xinh đẹp như cô ấy thì chắc chắn mình sẽ kiếm được một tấm chồng như ý. Giá mà mình cao ráo và xinh xắn như cô ấy, chắc chắn sếp sẽ trọng dụng mình hơn. Giá mà vợ mình cũng xinh đẹp như người ta thì đi đâu cũng được mở mày mở mặt với thiên hạ. Giá mà mình có thật nhiều tiền để được đi du lịch khắp nơi như những người kia. Giá mà mình cũng hát hay, đàn ngọt như nghệ sĩ ấy. Nhưng rồi chúng ta lại mệt mỏi, thở dài ngao ngán khi trở về với hiện thực và bản thân mình. Hiện thực vẫn là hiện thực, mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Cuộc sống dường như chỉ thiện đãi người khác mà quên mất bản thân mình. Trong Thái Can Đàm nói rằng, nếu sự việc chẳng thuận lòng, hãy nghĩ tới những người không bằng mình thì oán trách tự tiêu tan. Nếu tâm biếng nhác nổi lên, hãy nghĩ tới người hơn mình thì tinh thần sẽ phấn chấn. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, không ai có thể sống giống như người khác, như đúc ra cùng một khuôn. Mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình. Cuộc sống không cần so sánh, sống hết mình mới là điều quan trọng hơn tất cả. Đừng so sánh mình với người khác.
những gian nan phía sau của cuộc đời của họ, chắc gì bạn đã có thể chịu được. Tục ngữ có câu, có không giữ, mất đừng tìm. Chúng ta đừng bao giờ làm những điều gì đó đáng tiếc để phải ôm hận về sau. Hãy trân quý những gì mình đang có, hãy trân quý những điều thực tại và những người bên ta. Hạnh phúc sẽ luôn trân trọng, luôn ở bên cạnh với những người biết trân quý nó. Quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.